Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành công văn số 7788 ngày 24 tháng 11 năm 2023 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tiền Giang, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 ổ bệnh dịch tả heo châu Phi ở 61 hộ của 8 huyện thị thành, với tổng số heo bệnh chết và tiêu hủy là 1.380 con, khối lượng trên 61 tấn. Riêng xã Xuân Trong, bệnh xảy ra tại 48 hộ, trên cả 6 trên 6 ấp. Để giảm nhẹ thiệt hại về kinh tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành các cấp tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi, với các giải pháp như tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền, các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người chăn nuôi, xây dựng cơ sở, dùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Mặt khác, cần chủ động kiểm tra, giám sát tình hình bệnh trên đàn heo tại địa phương để phát huy hiệu quả giờ vàng nhằm giữ lại số heo khỏe mạnh, làm giảm thiệt hại, đồng thời tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường trong hoạt động chăn nuôi thú y đợt 2 năm 2023 kết hợp với rà soát tổ chức tiêm vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn heo. Vận động chủ nuôi tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi trên đàn heo thịt đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất tại vùng đã đang có bệnh và vùng nguy cơ cao.